Đó là mẹ tớ. Mẹ tớ mất cách đây lâu rồi. Tớ chỉ biết mẹ tớ mắc một căn bệnh rất nặng. Kỷ niệm về mẹ tớ cũng không có nhiều, bởi vì hồi ấy tớ còn quá nhỏ. Chỉ cần cậu luôn có mẹ ở trong tim. Cậu nói đúng. Bố tớ đã sống cô đơn lâu quá rồi, cũng không thể để bố tớ bị nhấn chìm trong công việc như hiện nay. Thế thì bọn mình sẽ giúp bố cậu. Nhưng bằng cách nào? Theo cô, thế nào là một người đàn ông cuốn hút? Gì thế? Mẹ phải trả lời một cách thật tỉ mỉ. Ví dụ như cách ăn mặc như thế nào, cử chỉ, điệu bộ, tất tần tật. Nhưng các con muốn biết để làm gì? Đây là bài tập trắc nghiệm môn tâm lý ngoại khóa của trường con ấy mà. Theo mẹ, một người đàn ông hấp dẫn thì không được hói đầu. Hói đầu? Không được nói nhiều. Nói nhiều. Và nhất là không được sành ăn quá. Sành ăn quá. Cháu tưởng người đàn ông sành ăn thì cũng tốt chứ sao? Sành ăn thì cũng tốt. Thế nhưng mà những người đàn ông như thế, người ta thường hay khắt khe với những món do vợ nấu. Đúng rồi. Nhất là với những món mẹ nấu. Đúng rồi mà. Bây giờ chỉ còn việc thống kê xem có bao nhiêu ứng viên đang chờ thôi. Đây có phải là nhà của cô... Cô Trần Thu Lan ạ. Sáng sớm người ta đã hỏi. Có chuyện gì thế? Dạ, cháu chỉ định hỏi là cô Lan có nhà không ạ? Lan đây chứ còn Lan đâu nữa. Hỏi gì nào? Vào đây các cháu. Các cháu uống nước đi, các cháu uống nước. Này, cháu uống nước đi. Uống đi cháu. Các cháu uống nước đi. Này. Bao giờ bố các cháu về đấy? Dạ, cháu cũng chưa biết được ạ. Bao giờ bố cháu về, cháu sẽ gọi điện cho bác ạ. Ừ, nhớ nhá. Nhớ gọi điện cho vâng, cô nhá. Vâng. Nhớ chưa? Vâng. Dạ vâng ạ. Bây giờ bọn cháu xin phép về ạ. Dạ vâng. Ê, vội thế. Ở đây uống nước đã. Uống nước đã. Dạ thôi ạ, cháu phải về đi học ạ. Cháu về ạ. Vâng, chào bác ạ. Chào bác. Nhớ gọi điện cho cô nhá.